Dạ, Cao Nguyễn xin được chào thầy Quốc Y ạ. Chào, chào em nha. Dạ. Kính thưa quý vị, Cao Nguyễn cùng với thầy Quốc Y mến chào quý vị đang đến với chương trình Thư viện Thầy Y. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Chule Mek Food. Và kính thưa quý vị, nếu như mà nói nấu ăn là một sở trường của các bà nội trợ, thì được nấu ăn cho những người mình thương yêu, đó chính là sở thích. Chính vì như vậy mà với công việc bận rộn thì các bà nội trợ vẫn dành thời gian để về nhà chính tay làm nên những món ăn thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của mình. Mà ngày nay không chỉ các chị các cô đâu ạ, mà các anh chồng cũng muốn vào bếp hoặc là ít ra cũng phụ để giúp làm nên những món ăn thơm ngon. Vậy thì làm sao để chúng ta mỗi ngày có được những cái món ăn như vậy? Thì quý vị hãy truy cập vào trang YouTube của chúng tôi, đó chính là Thư viện Thầy Y. Bởi vì ở đây có rất nhiều những món ăn để quý vị có thể tham khảo và chúng ta hãy bỏ bí kíp cho mình quý vị nhé. Qua phần chia sẻ và hướng dẫn của thầy Nguyễn Quốc Y, hiện là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestbay. Dạ. Thầy ơi, hôm nay thì em thấy là có món gà nè, nhiều hương liệu gia vị nữa. Thì mình sẽ làm món gì với thầy? À thì nhìn nhiều chứ đơn giản lắm ha. Món thành miếng gà, gà rán ha, rán mà rang ha. Dạ. Rồi rang muối tuyết, nó gọi là rang muối tuyết. Muối tuyết hả? Ừ, muối tuyết. Vì sao mình gọi là muối tuyết vậy? À thì em sẽ thấy cái giống như mình thấy là muối màu trắng ha. Dạ. À, nó trắng như tuyết vậy. Vậy thì bây giờ chắc là mình sẽ đến giới thiệu những cái gia vị với hương liệu để làm được cái món này hả thầy ha? Rồi thì vậy ha, thứ nhất là mình có dùng gà ha, thầy dùng đùi gà công nghiệp được rồi. Dạ. Ông chọn ba cái thôi, ba cái đùi gà này. Rồi những cái nguyên liệu mà để mà chút thầy rang lên á, nó có lá chanh, tí lá chanh ha, rồi hành hành tây, rồi ớt ớt sừng không không cây á, và tí đậu răm ha. Thầy em thấy đây có hai loại ớt lẫn ớt nhỏ nữa. À nếu mình muốn cay á thì mình cho tí ớt nhỏ. Dạ. Ha. Và các gia vị kèm theo gồm có bột canh, bột tỏi, tôm khô. Nguyên liệu chiên gà gồm có bột chiên giòn, cháo ăn liền. Tại lúc nãy khi mà thầy giới thiệu thì em thấy có mấy bột tỏi nữa, bột nêm nữa. Thì bột tỏi là em thấy có cái mùi thơm lắm thầy. Đúng rồi, dạ. Bột tỏi nó rất là thơm luôn ha. Dạ. Đó, bột tỏi khô á ha. Dạ. Cái mình sóc cây muối ha. Rất là thơm thưa quý vị. Vậy thì khi mà mình đưa bột tỏi này vào cái món gà hôm nay thì nó sẽ có tác dụng cụ thể như thế nào hả thầy? À nó tỏi với gà nó cũng tạo một cái mùi thơm rất là kết hợp lá chanh đó ha, lá chanh rồi rau răm đó. Dạ bây giờ em rất là nóng lòng để cho thầy Quốc Y chia sẻ với Cao Nguyễn và quý vị khán giả cách để làm món ăn này đó. Rồi thì trước hết là thầy sẽ xử lý gà trước ha, thì mình sẽ chiên gà lên. Dạ. Rồi bây giờ ha thì mình chuẩn bị cái chảo dầu trước ha, mình cho nó nóng lên đó ha, rồi sau đó thầy sẽ cho cái gà mình chặt ra ha, chặt từng khúc vậy ha. Dạ. Đó, chặt từng khúc ra. Đùi gà nó ăn sẽ ngon hơn với những cái phần khác. Vậy là lưu ý với món ăn này mình chọn đùi gà. Đúng rồi. Dạ. Ha. À, đúng rồi. Rồi, cái vị chiên mình sẽ nêm ha, nêm gà chút xíu. Khoảng 3-4 gram bột canh ha. Bột chiên giòn ha, rồi nó khoảng 10 gram ha. Đó mình trộn rồi ha, trộn rồi. Nè, dầu nóng mình chiên ra. Chiên khoảng 5 phút em thôi, cho nó vàng cái gà đi. Bây giờ em mới hiểu vì sao mà đối với những cái món gà em phải chiên ngập dầu. Ừ, cho không đều hết chín đều. Đúng rồi. Khi mình thấy gà nó vàng thơm ha. Ừ, được rồi. Và kính thưa quý vị, dầu vẫn đang sôi và bây giờ thì á là gà cũng đã vàng hơn rồi, cũng như thịt cũng săn lại rồi. Vậy thì bây giờ á thầy sẽ là bước tiếp theo là gì ạ? Mình sẽ vớt gà ra. Đúng rồi. Mình chiên khi nào mình nghe cái mùi thơm của gà ha, nó vàng nó thơm. Dạ. Em thấy nó cũng vàng. Thì mình lửa lớn lên ha, cho lửa thật lớn lên để cho nó. Thì nó dầu nó sẽ không có dính vào cái gà ha. Dạ như vậy là ở cái khâu này mình cho lửa lớn lên. Lửa lớn lên. Dầu nó sẽ không có ngấm nhiều quá. Đúng rồi. Thực phẩm. Dạ ha, thì mình cho ra ráo vào ha. Dạ. Và sẵn cái dầu này thầy sẽ chiên cái muối cái cháo ăn liền á. Mình sẽ kêu là muối tuyết á ha.
Kính thưa quý vị, như vậy là món gà cũng đã được chiên xong rồi, có một mùi thơm bốc lên như thế này. Nhưng mà để hoàn hảo thêm món ăn là gà chiên muối tuyết thì chắc chắn phải có muối tuyết rồi. Và lúc nãy thầy có chia sẻ là muối tuyết làm từ trang liền ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ làm như thế nào để ra muối tuyết? Mình mua gói trang liền ha. Dạ. Dầu đun nóng lên ha, là cho cái vạt mình cho trước khoảng 2-3 phút đi. Cho nó nóng lên. Cho nó nóng luôn ha. Và bây giờ dầu nóng á thì mình chỉ cái việc đổ vô thôi. Đó, mình sẽ thấy phồng lên liền ha. Rồi, là xong rồi. Đó, mình thấy ha. Dạ, nhanh như vậy hả thầy? Rồi, xong rồi. Dạ. Mình tắt lửa ha. Dạ, nó thành muối tuyết rồi ha. Đúng là em thấy co lại nó phồng lên. Dạ. Dạ, có giống dầu giòn nữa. Đúng rồi, do dầu rất nóng ha, thành nó. Rồi bây giờ tiếp tục ha, thầy mình xây bột tôm ha, khoảng 10 gram bột tôm. Mình lấy tôm khô này thôi ha, nó cũng đơn giản ha. Khoảng 10 gram tôm khô. Rồi mình sẽ cho vào máy xay ha. Rồi đó, bây ha. Giờ mình sẽ trộn với các chua, thầy để thầy cần gia vị nữa ha. Dạ, thêm gia vị vô. Nó bột tôm là thế này ha. Đấy. Rồi ha, thì bột tôm thì thầy sẽ cân luôn cái bột tỏi ha, bột tỏi với cái bột canh đó ha. Dạ. bột canh dùng khoảng 8 gram luôn ha. Rồi bột tỏi cũng 8 gram ha. Đó thì mình sẽ trộn vào cái muối tuyết này đó ha. Như quý vị cũng đã thấy là ở trong tô này thì món cháo á quý vị, cháo gói thì được chiên lên rất là nhanh nhưng mà giờ nó xốp lại rồi và trông rất là giòn như thế này, hòa quyện chung với lại bột tôm, bột tỏi và bột canh nữa. Em có thể thử tí ha, nó được luôn hả thầy? Được. Dạ, vậy xin phép quý vị, xin phép thầy. Dạ, vừa ăn rồi thầy. Rồi thì bây giờ thầy cắt mình sẽ thêm một chút hành tây cũng như là ớt không cay, ớt sừng ấy. Nó tăng cái vị thơm và nó có cái rau củ ha, chút rau củ. Rồi mình cắt cái hành với ớt này ha. Rồi mình cho ít lá chanh nữa ha, nó cắt thật mỏng. Dạ, bây giờ thì em thấy là trong chén của mình là vừa có màu đỏ của ớt nè, màu trắng của hành tây nè, thêm màu xanh của lá chanh nữa. Đúng rồi. Thêm rau răm nữa thầy. Dạ, đúng rồi. Đủ thì màu, thêm màu đó là đúng vị. Lá chanh nó thơm lắm ha. Em ngửi được mùi thơm luôn hả thầy? Rồi, cái rau răm mình sẽ ít thôi. Dạ. Rồi ha, cái hỗn hợp mà thì rau củ làm thêm đây ha. Dạ. Rồi bây giờ thầy sẽ xóc cái gà này ha, với cái muối tuyết với lại cái hành này ha. Đúng rồi, rau củ nó thơm luôn. Thì mình cho chút dầu ha, chút dầu để chảo nóng một chút ha. Và một lượng vừa phải vừa chút xíu rồi ha. Rồi. Để mình rang cái hành với lại cái đó rồi lên ha, cho nó thơm luôn. Mình có lá chanh, lá răm nữa. Vậy là mình cho hỗn hợp rau củ vào trước. Đúng rồi. Này nữa. À, mình cho gà vô ha, cho gà vô. Giờ mình thấy cái bắp đùi lên rồi, bắt đầu mình cho cái muối tiếu vào ha. Em đã ngửi được mùi thơm rồi. Vui à. Nên mình đã dành chút cho mình phải thêm luôn. Nhìn món ăn hấp dẫn quá thầy. Nó nóng thơm lên là mình dạ, đổ ra đây ha. Dạ. Cho nè. Wow, rất thơm thưa quý vị. Như quý vị thấy những miếng gà như thế này săn chắc lại rồi có cái mùi thơm nữa, có đủ cái màu vị nữa, làm cho cái món ăn này càng thêm đặc sắc hơn rất là nhiều. Em thấy là cái lá chanh đó thầy,
nó giúp rất là lớn trong cái việc tạo cái hương đó thầy. Đúng rồi, nó thơm ha. Đây mình cho tí muối vào ha, cho nó. Nó muối tuyết làm sao, muối tuyết vậy nè. Rồi, xong ha. Quý vị ơi, như vậy là xong rồi. Nghe gài chiên muối tuyết có vẻ là khó làm lắm nhưng mà không đâu ạ. Qua bàn tay sự hướng dẫn của thầy Quốc Y chắc chắn sẽ dễ làm thôi ạ. Quý vị hãy bỏ ngay bí kíp của mình nhé. Đây là món gà chiên muối tuyết. Kính thưa quý vị, như vậy là món gà muối tuyết đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ thì chắc là thầy trò của mình sẽ thôi, thử thử em ha. Dạ, xem hương vị như thế nào. Đó là mình chấm tương ớt cho nó mát được. Dạ. Ha. Dạ rồi, em mời thầy ạ. Rồi. Dạ, chấm tương ớt ha. Gà rất là mềm thưa quý vị, mềm có vị ngọt, bên cạnh đó lại có một cái vị thơm của lá chanh nữa. Rồi nhiều lúc em cắn vào những cái giòn giòn xốp xốp của cái món muối tuyết của mình nữa. Dạ, cái món này khi nghe tên tưởng là khó làm lắm, thế nhưng qua bàn tay của thầy Quốc Y chúng ta thấy nó rất là dễ, rất đơn giản. Dạ, mỗi món ăn mà thầy đem đến cho chúng ta sẽ có thêm những bí quyết, và chính quý vị cũng có thể thể hiện những cái món ăn này cho những thành viên trong gia đình của mình, và bên cạnh đó còn có thể đãi khách nữa ạ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Jolly Made Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Thư viện Thể Y quý vị nhé. Còn bây giờ Cao Nguyễn cùng với thầy Quốc Y xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.